Còn ngay bây giờ sẽ là một vấn đề chắc chắn sẽ thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người dân bởi vì nó liên quan tới bữa ăn hàng ngày của các gia đình. Vấn đề mà chúng tôi muốn nói đến ở đây đó là giá đỗ là loại thực phẩm không chỉ bổ dưỡng mà còn thanh nhiệt rất là tốt. Tuy nhiên thời gian gần đây thì lực lượng chức năng đã liên tục phát hiện ra và bắt giữ với số lượng lớn các vụ vận chuyển thuốc kích thích tăng trưởng cho giá đỗ. Và những cái loại thuốc kích thích không rõ nguồn gốc này đã thẩm lậu vào Việt Nam theo rất nhiều con đường khác nhau như là đường mòn lối mở, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây bệnh cho người tiêu dùng. Sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên thời sự sau các vụ bắt giữ thuốc kích thích giá đỗ không rõ nguồn gốc thời gian vừa qua. Đây là 230.000 tuyếp thuốc không rõ nguồn gốc vừa bị bắt giữ tại một trong những tổng đại lý nông sản lớn nhất Hà Nội. Theo khai nhận thì đây là loại thuốc dùng để kích thích giá đỗ phát triển nhanh, được tặng kèm cho khách khi mua đậu xanh về làm giá. Khách được tặng là những đầu nậu lớn chuyên sản xuất giá đỗ tại nhiều tỉnh thành. Thế nhưng bản chất của những lô thuốc này không hề chỉ định dùng cho giá đỗ ăn trực tiếp vào cơ thể, mà là loại thuốc dùng cho nảy mầm giống lúa nước. Mua có thể là phát cho người ta hoặc là đưa cho những cái người mà họ mua giá đỗ đấy, các cái cơ sở bán đấy, họ chỉ đưa cho người ta thôi, tặng khoảng khuyến mại đấy về để sử dụng cái đấy, thì có cái khuyến mại đấy thì cái bán hàng kia nó thuận lợi hơn, vì thực chất ra là cái giá trị thực của nó tuy không lớn nhưng cái tác hại của nó mới là lớn đấy. Theo giới làm giá đỗ thì loại thuốc này đã xuất hiện trên thị trường Việt Nam khoảng vài năm nay và đã trở thành một loại thuốc dùng phổ biến của các đầu nậu làm giá đỗ. Vì thế sẽ không khó tìm những loại giá đỗ sử dụng thuốc tại các chợ đầu mối và chợ dân sinh. Khảo sát tại một chợ cóc, chỉ có hai hàng bán giá, thì cả hai cửa hàng này đều một mực khẳng định giá họ bán không hề dùng thuốc. Bọn em có giấy đàng hoàng, kể cả xuất trình giấy mai em mang giấy thì có. Thế nhưng những người đã từng tự làm giá để ăn thì đều nhận thấy loại giá này rất khác. Do nhìn bên ngoài thì không hề có phần dễ dài như sợi chỉ, giống như giá họ đã từng tự làm. Thấy người ta quảng cáo nhiều thuốc quá, nên là mình về mình làm thí điểm 5-6 lần là như thế. Tức là dễ nó dài. Đây như cái cây này chị thấy có dễ không? Không có dễ, dễ của nó ở đây này. Dễ nó dễ ngang ấy, dài như thế này. Dễ cây ấy. Đấy là phải dài như thế này, nếu nhỏ nhỏ tí. Giá này là giá kiểu cho thuốc mà. Thế còn nếu mà mình không cho tí thuốc nào thì dễ nó dài? Thì dễ nó dài lắm. Ăn thì cô cảm thấy nào không? Ăn rất là ngọt mà ngon. Tiến sĩ Nguyễn Thị Nhung, trưởng bộ môn thuốc cỏ dại và môi trường, Viện Bảo vệ Thực vật, khi nhìn những mẫu giá mà phóng viên mua tại chợ cũng khẳng định đây là loại giá dùng thuốc kích thích tăng trưởng. Do tác dụng của thuốc là chỉ kích thích phần phát triển phần mầm, hạn chế phát triển phần rễ, nên khi bị dùng thuốc, giá thường có phần rễ ngắn, mập, chứ không giống giá không dùng thuốc, có phần rễ dài giống như sợi chỉ. Tiến sĩ Nhung cũng khẳng định là loại thuốc được các tổng đại lý tặng kèm cho đỗ xanh làm giá là loại thuốc cấm sử dụng tại Việt Nam. Nếu như người ta sử dụng tất cả các loại thuốc, bất kể, kể cả phun vào đồng ruộng, kể cả ngâm vào giá đỗ, thì cũng đều là không được phép. Bởi vì chúng ta không biết cái lượng nó có được cho ăn vào người hay không. Bởi vì hiện nay trên tay tôi cầm cái thuốc này là không biết hoạt chất của nó là cái gì. Theo kết quả của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an, thì loại hóa chất này không thuộc loại được dùng trong thực phẩm do Bộ Y tế của Việt Nam quy định. Kết quả cũng khuyến cáo là nếu tiếp xúc trực tiếp với hóa chất sẽ gây bỏng da, rơi vào mắt có thể bị hỏng mắt, nuốt hoặc hít cũng sẽ làm tổn thương bộ phận tiêu hóa và hô hấp. Thế nhưng nó vẫn được nhiều đầu nậu sử dụng trong việc sản xuất giá đỗ, một loại thực phẩm ăn hàng ngày. Vì sao một loại thuốc độc hại không rõ nguồn gốc lại có thể tuồn vào Việt Nam và được sử dụng rộng rãi một thời gian dài mà chưa được ngăn chặn? Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này trong các bản tin tiếp theo. Vâng, xin được nhấn mạnh với người tiêu dùng qua kinh nghiệm của các bà nội trợ trong phóng sự vừa rồi chỉ ra cách phân biệt giá đỗ dùng thuốc kích thích hay là không dùng. Đó là cho dù là hình dạng giá đỗ mảnh dài hay là giá đỗ mập mạp thì dứt khoát là phải có những rễ dài như sợi chỉ thì mới là giá đỗ tự ủ. Còn nếu như giá đỗ không có rễ thì chắc chắn là giá đỗ dùng thuốc kích thích. Vâng, mặc dù đây là một loại thực phẩm rất là bổ dưỡng nhưng mà quý vị cũng nên lưu ý là phải rửa thật kỹ trước khi sử dụng. Và các chuyên gia y tế thì cũng khuyến cáo rằng là chúng ta không nên ăn quá 550g giá đỗ mỗi ngày. Và theo thói quen thì nhiều người thì thường xào giá đỗ với cả gan lợn
Trước đây thì trong gia đình thì mọi người thường có thói quen là sử dụng hai thực phẩm này với nhau bởi vì là dường như ăn rất là hợp. Tuy nhiên thì các chuyên gia dinh dưỡng thì lại khuyến cáo với chúng ta một điều khác hẳn, đó là chúng ta không nên kết hợp hai loại thực phẩm này với nhau bởi vì chất đồng trong gan sẽ làm cho oxy hóa mất vitamin C ở trong giá đỗ và gây thậm chí là còn có ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Và chắc chắn là chương trình Trà Buổi Sáng sẽ tiếp tục phản ánh vấn đề này trong những chương trình tiếp theo.